Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay đây thì chiều hôm nay ấy, em sẽ đi lắp hai cái con antenna F6 của Viettel này cho hai khách hàng. Một là khách hàng cá nhân với là một là khách hàng ở nhà trường. Đây là cái con antenna F6 mọi người nhá. Đó, con này có 4 dâu. Đó. Bây giờ chúng ta lên đường đi thôi. Chiều nay sẽ lắp xong hai con này. Chị bà xem TV thì chân nhiều. Đây có điện rồi gì ạ? Có điện này. Mật khẩu diện bích này là gì ạ? 19/11/1979. Cái này em không cần mật khẩu nữa. Không cần mật khẩu nữa. Ít khi người ta đến người ta phải mật khẩu. Mai sợ thường thì em cứ cho mật khẩu được. Trẻ con ở trường học này nó biết rồi. Nó biết nó vào. Em lại cứ cho anh mật khẩu là diệt bích. Hoặc là 19/11 đang 1979. Trùng nhau sao không? Cài là diệt bích 2 thôi. Ừ, diệt bích 2. Nó nắm mật khẩu ấy được. Thôi nhớ, bọn trẻ con nó thấy điện này không có, nó cứ ra đây đi. Chưa cài xong. Thank you.
là đi vào có vấn đề luôn. Đi học về nhỏ nhỏ xinh xinh, tấm trưởng đã lâu. Xe thì xe xanh xe đỏ là một trong nhá. Xe này thì em không biết gọi là xe gì, chỉ biết gọi là xe đó. Xanh đỏ chỗ là một thuộc mặt bông giống nhau, nhưng trong quá trình nuôi trồng có thể biến đổi thành xe xanh. Nên các tạm đấy thì về sau này đến lúc nào, cái đất lát lên cái dàn ấy, bỏ lên cái dàn này này đến lúc nào về thì anh sẽ làm lại. Đó. Thấy cái dàn trước đầu em, đấy. Đấy. Em cứ kích cái đấy vào đấy thôi, còn lại đút ngang đi, quay ngang đi, quay ngang là nó không đổ, cho vào khe. Lúc nào về thì anh đấu vào điện. Alo. Bánh Gotteda đấy. 4. Đâu hai con chứ? Hỏi ông họ Diệu với ông ấy. Ông Diệu với ông Đoàn nha. Còn ông Diệu. Ông Diệu sẽ ai bảo lấy, người ta lấy thì lấy sớm vào. Sớm đeo được mẹ bà, mẹ cứ cái tổ chất này con đi đeo là cũng lấy. Hôm chúng ta đặt mấy con? 5, ông thì anh cho 5 con. Em lắp rồi. Đang lắp đây. Không phải chú sao không đẩy xuống đi lên được không hỏi. Ê, lúc nào đẩy sau. Đã làm xong hết đâu mà đẩy. Đâu đâu. Cái dây lan này là nó bị hỏng rồi cho nên dùng cái con tenda này là một cái con câu sóng. Đây, sau khi cài xong này, diệp bích 2. Bích đẹp. Dạ, được rồi gì anh? Vâng. Ở con này 4 rau nó phát khỏe mà. Vâng. Chắc ổn đấy nhỉ? Vâng. Từ hai mấy mê này ổn mà. Nhưng cái con ở trên nhà nó cũng phát cũng khỏe. Dây lan nó đã bị hỏng. Sử dụng tenda làm cái con câu sóng. Đóng 3 cửa rồi anh. 3 cửa luôn ạ. 3 cửa chốt luôn. Vẫn ok mà anh. Nếu mà anh cảm giác nó chập chờn thì bảo em nhá. Theo như cái lịch trình thì buổi chiều hôm nay sẽ lắp xong hai cái cục tenda phụ. Tuy nhiên do có một cái quán karaoke họ đi cần chạy lại cái dây cáp lan ấy, cho nên là không kịp làm cho cái trường học thì vẫn còn phải mang về một cái con tenda. Đây con tenda F6 á.
Thì cái lúc chiều ấy thì cái nhà anh khách hàng kia thì em sử dụng đến câu sóng. Nhân tiện đây thì mở luôn cho mọi người xem cái con Tena F6 mới này nhá. Đập hộp. Khá là trầu đất. Đây mọi người này. Con Tena F6 rất hầm hố. Đây giống như kiểu một cái loa ấy và không phải dùng để trang trí thôi. Đây. Nó có một cái cổng wan và ba cái cổng lan. Có phím tắt bật và reset cái wifi ở đây. Đây là phím nguồn. Hình thù nó đây. Đấy. Đây là Violet N300. Tuy nhiên là model của nó là F6 nhé. Cái cục wifi này thì chắc phải sáng mai mới lắp được. Đâu nhỉ? Không thể đâu. Đây, modem đấy. N300. Nhưng mà modem là F6. Cái loại này nó cũng giống như mấy cái loại Tena khác thôi, cấu hình cũng khá là nhanh. Bây giờ hôm nay kịp thời gian thì làm cài cái trường kia thì hướng dẫn chi tiết được. Chào mọi người.